Ok, hello mọi người. Bữa nay đây là một con xe cực kỳ đặc biệt. Đây là con Yamaha XM1R. X1R. Thì đây là con xe của nhân viên của mình. Đó, nhân viên của mình, nhưng mà lâu lâu mình vẫn hay mượn chiếc xe này để đi vivu và cũng hay đi phượt, đi các thứ linh tinh, đi tỉnh xung quanh các thứ. Thì hôm nay là bắt đầu là một ngày chúng ta sẽ thay nhớt lại như bình thường. Thì điều đầu tiên là mình sẽ thay nhớt cho nó. Thì nói chung là xe con này thay nhớt cũng khá dễ. Thì chiếc này, để mình bật mí cho các bạn, xe nó là một con xe Exciter 5 số, nhưng mà đã lên full dàn áo X1R, toàn bộ mọi thứ từ ghi đông, gác chân ABCD các kiểu. Thì chỉ có những người tinh ý mới nhìn một vài đặc điểm nhận biết ở phía bên lốc máy, côn hay gì đó thì mới hiểu là nó có phải một rời thiệt hay không. Thì đây là một chiếc xe để mình lên full ha. Thì ngoài ra thì mọi người sẽ hỏi là những chiếc xe như thế này là chúng ta sẽ phải thay nhớt gì thì phù hợp. Bình thường á, mình sẽ xài là Motul 3001 cho những chiếc xe này. Tại vì những chiếc xe này cơ bản là mình đi thành phố nội đô hoặc đi đô thị đi xa, với những cái nhu cầu bình thường của mình thì mình chỉ xài cái dòng 3001 thôi là quá đủ rồi. Mình không cần phải đi những cái dòng cao hơn làm gì. Còn khi nào mà chúng ta đi đua các kiểu thì chúng ta sẽ phải dòng cao hơn. Thì đây là một cái mẫu hoàn toàn mới của hàng Motul 3001 nè. Hồi xưa cái mẫu 3001 thì nó là cái hình khác, nhưng mà với cái mẫu mới thì nó đã đổi cái hình thành là hình chiếc Exciter thần thánh đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình thay cho nó nha. Đầu tiên á, thì khi thay nhớt thì đầu tiên là mình sẽ xả lọc nhớt nó. Bạn có thể xả nhớt ở dưới cũng được, xả trước cũng được, hoặc là xả lọc nhớt cũng được, sau cũng được, tại vì xả mà. Rồi thì nếu mà bạn nào mà không có khả năng mà thay cả lọc nhớt á, thì chẳng hạn như hai lần thay nhớt thì một lần thay lọc nhớt, thì cái lần trước là xe này đã thay lọc nhớt rồi, nên lần này mình chỉ là tháo lọc nhớt ra để mình xả cái nhớt thôi. Ôi nhớt chán quá là chán đó, xe này là cũng tới nái rồi nè đó, xe rất là tới nái đó, nhớt đen thùi lùi hết luôn, lâu quá rồi, có thể là để nguyên cả mùa dịch á nên nhớt nó hơi đen. Rồi bây giờ bắt đầu là mình sẽ mở thêm cái phần hỏng nhớt ở dưới. Rồi wow, khà nhớt đen thui, đen thúi cả tay luôn, ghê chưa. Bởi vậy xe này chạy bỏ bê nó lâu quá rồi mà. Rồi đợi tí xíu. Rồi, bây giờ là sẽ tới tiết mục mình sẽ đi vệ sinh hết mấy cái phần lọc này để chùi bớt nhớt. Rồi, mời đại ca chủ xe đi xử lý. Đó, còn mình thì mình sẽ lau tay ở đây. Rồi, trong cái thời gian mà mình đợi cho cái nhớt mà nó xả thật sạch xuống á, thì mình sẽ nói cho các bạn thêm về cái mẫu Motul 3001 Gold này. Đó, với cấp nhớt của nó là 10W40, là phù hợp cho những cái di chuyển nội đô, ngay cả những kẹt xe thì mình cũng không sợ nó các thứ gì cả. Đây, và ngoài ra cái mẫu mới này rất là hay ha, nó có cái có này, cái này nó là cái vạch hiển thị màu của chất lượng. Thì ở đầu tiên là cái loại tiêu chuẩn tốt, và cái này tốt hơn, thì cái nhớt 3001 Gold này nó được đánh giá là ở cái dòng tốt hơn. Rồi thì nó sẽ có thêm những cái logo mà nhận diện như là bảo vệ hoàn hảo nè, hiệu suất tối ưu nè, dễ dàng khởi động, rồi dung tích nhớt là 1 lít. Rồi ngoài ra nó có cái hay nữa, đó chính là cái mã QR code, thì hay còn gọi là cái dynamic code đó. Thì chỉ cần bạn lấy điện thoại camera của bạn, bạn soi nó vào trong cái mã code này thì tự động nó sẽ ra luôn cái trang web của chính hãng của Motul, và nó có ngay cái dòng này luôn để mọi thứ phù hợp. Trên nắp chai thì nó có luôn cả tem QR code và tem cái này là cũng là một cái mã QR code luôn, cũng vừa gọi là giống như là tem chống hàng giả đó. Rồi phía đằng sau thì những cái thông số về cấp nhớt như là đạt tiêu chuẩn là ABI, SM, SL, rồi MA2, rồi những cái công nghệ của nó. Đấy, rồi có những cái hướng dẫn bằng tiếng Việt ghi rõ những cái hướng dẫn sử dụng, cảnh báo. Rồi còn bạn nào còn đang có chương trình là đang chơi cái mini game để mà có thể nhận được những phần quà cực kỳ giá trị từ Motul Việt Nam nha, mọi người hãy vào cái link trang web và cái link của cái phần tham gia mini game mình để ngay dưới video để mà tham gia, để mà nhận những cái chai nhớt miễn phí nha.
đây là một cái cơ hội rất là hay cho những anh em nào mà hay săn quà miễn phí. Rồi thì sau khi mà chúng ta đã xả nhớt thì thường á là mình chiếc xe mình xả nhớt là mình sẽ hay lúc lắc nó qua lại để cho nhớt nó ra thiệt là kỹ. Và có nhiều người nói là nên xả nhớt lúc nóng hay là nên xả nhớt lúc nguội, thì thật ra là cái nào cũng được. Cái quan trọng á là thời gian. Thì những cái bạn mà nói là xả nhớt lúc nóng á thì khi nóng lên mọi thứ nó chạy hết lên thì nó sẽ xuống lẹ hơn. Nhưng mà những bạn mà nào mà nói xả nhớt lúc nguội có nghĩa là khi mà nguội thì nó toàn bộ cặn đã dồn xuống đáy rồi, xả nó ra là sạch cặn luôn. Còn cái nóng thì mình còn phải đợi nữa. Nhưng mà cuối cùng cả hai cái á thì theo như mình nghĩ làm cách nào cũng đúng. Nếu như bạn có nhiều thời gian để bạn cho nó chảy xuống hết, chẳng hạn như bạn làm cách nóng bạn cũng để nhiều thời gian cho nó chảy xuống hết, và bạn làm cách nguội bạn cũng có nhiều thời gian để cho nó lúc lắc nó chảy xuống hết, thì là ok rồi, không vấn đề gì cả. Đó. Đây, trong đây nhớt cũ còn đây mình vét qua luôn. Wow, nhớt cũ đen thui lôi. Nhớt quá đen. Đó, đây là một cái rất là hay để mà mình thay nhớt sẵn, thay nhớt mới cho em nó mẫu mã mới luôn. Thì cái dòng 3001 này mình đánh giá là chạy rất là ổn. Với cái cấp nhớt này thì máy chạy êm, không vấn đề gì cả. Chạy tha hồ, chạy ngày 100-200 cây không vấn đề gì cả. Đó. Rồi sẵn cái khăn lau tay này mình sẽ lấy cái đoạn mình lau cho nó nhẹ nhàng trong cái hốc này luôn cho nó sạch bụi cặn luôn. Trong đây là cái nơi lọc nhớt thì nó cũng sẽ đóng cặn rất là nhiều. Rất là nhiều cái cặn mịn bên trong. Rồi lắc thêm tí nữa coi. Đó, càng lắc càng ra mà. Nguyên tắc là càng lắc càng ra. Là vì sao mà mình phải càng lắc nhiều? Tại vì nguyên tắc cơ bản mà nhớt cũ mà nó ra càng nhiều càng ra sạch đó, thì khi bạn thay nhớt mới vô cái độ bền nhớt của bạn nó sẽ rất là dài. Thì có những cái tiệm sửa xe thông thường ở ngoài ấy, thì người ta hay kiểu như là bạn người ta làm cơm áo gạo tiền mà vô ao cái xả ra rồi đóng nắp lại đổ nhớt mới vô, thì thật ra là nó sẽ làm cái tỷ lệ nhớt mới của mình bị giảm đi. Tại vì nhớt cũ quá nhiều nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái hiệu suất của nhớt mới. Đó vì sao có người nói ủa sao em thay nhớt mới mà thấy nó không ngon hơn nhiều, tại vì do nhớt cũ ăn còn nhiều quá. Còn đối với mình, những cái mình làm tự làm ở nhà thì mình có nhiều thời gian nên mình sẽ thoải mái để mà ngồi đợi nó thôi. Đó thì chủ yếu là thời gian đợi thôi. Rồi bây giờ thì coi như cũng đã gần sắp xong rồi, ta sẽ bắt đầu là những cái con ốc hồi nãy đã được vệ sinh đâu rồi. Đây đã được vệ sinh và để đây hết rồi nha. Đó, mình kéo ra đây. Đó là sau khi nhân viên của mình đã đem đi vệ sinh cho nó sạch sẽ. Rồi bây giờ mình sẽ ráp vô lại. Con này nó có cái lò xo nên nó dặn hơi khó à, có lực ấn cho nữa. Rồi à đây đúng rồi, nó đi chung một bộ luôn. Đặt sẵn cái lọc nhớt lên và đưa vào, nhớ nha, lọc nhớt nó sẽ có chiều á, cái chiều nào mà nó có cái lỗ để chọt vô á là mình phải chọt đúng nha, chứ mình chọt vô mà sai cái chiều là vô là nhớt nó không có vô được là cũng không đúng. Rồi xong nó bắt ốc lọc nhớt lại. Cái cuộc thi của Motul hiện giờ đang là review cái dòng 3001 Gold này với mẫu mã mới. Thì bạn nào mà review hay, có cái clip review hay là sẽ được nhận những phần quà chất ngất như là nhớt miễn phí nè. Đó. Thì tội gì chúng ta không làm. Và với cái dòng này thì giá thành nó lại phù hợp với lại mọi túi tiền. Nên mình có thể thay cho mọi loại xe luôn.
từ mấy con Dream, mấy con Cup hay là cả là mấy con quay hay gì, nói chung là những cái xe công tay thậm chí Exciter, Winner chúng ta có thể đều có thể sử dụng hết, chứ không cần nhất thiết là phải xe nào đó. Nói chung là cứ xe số, cho dù chạy ở nông thôn hay là đô thị đều phù hợp hết đó, không có phân biệt là ở nơi đâu hết. Bắt đầu tới phần là châm nhắc vào. Rồi, mình sẽ làm một phần bóc tem cho nó. Đó, mở ra. Đó, bắt đầu ha, siêu mới nè, khui nè. Đó, đục hai lỗ để cho nó dễ chảy. Rồi bắt đầu. Với chiếc ếch này mình sẽ đổ hết 1 lít luôn. Đổ full luôn. Đó, nhớt mới đã ha. Vô là thấy mát cái máy liền, em ru bà ru liền. Rồi xong, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Và cuối cùng là công đoạn cuối cùng chính là vặn cái nắp này lại vào. Thế là xong. Để tí xíu mình sẽ nổ máy cho các bạn xem thử coi có X1R này tiếng máy nó ra làm sao. Thì chắc nó cũng như mấy con ẹt khác thôi. Rồi thì nhớ nha, mọi người hãy bắt đầu sử dụng cái sản phẩm Motul 3000W Gold này cho mọi cái xe thông dụng của mình, ông bà già của mình hay là những chiếc xe gì đó của mình mà đi lại hàng ngày với những dòng xe số, thì nó quá là phù hợp về chất lượng cũng như là giá thành. Giá của nó là tuyệt vời để cho mình có thể sử dụng thoải mái. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nổ máy chiếc xe này. Hey, chiếc xe chúng ta chìa khóa đâu trời. Nhưng mà trước khi đó bạn hãy bắt đầu hãy tiến lại gần, bạn coi thử những cái trang bị đi trong lúc mà đợi chìa khóa. Thì xe của nhân viên mình là có lên được hai cái tay thắng nè, những cái đèn led đi tua, rồi thêm cái ba gá đằng sau. Đằng sau còn chơi con heo quay ngược nữa nha, chơi con heo Brembo quay ngược luôn đó, tuyệt vời. Rồi giờ nổ máy lên. X1R hả mày? Xe êm như chó thở, khá êm. Đó, mình có thể tiến lại gần để mình coi mức độ êm ha. Nói chung là nhẹ nhàng, chỉ mở cổ bô thôi, còn lại vẫn zin, ổn, ngon lành. Nhẹ 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 cho nhớt mới nó luân chuyển qua thôi là được rồi. Rồi xong, nhớ nha, Motul 3001, anh em hãy tham gia cái mini game để nhanh chóng mà nhận những phần quà thật là hay cho các bạn. Rồi chào mọi người, hẹn gặp lại phần sau.